Hôm nay, chúng ta sẽ theo dõi nội dung tóm tắt của cuốn sách Sức mạnh của tiềm thức của Joseph Murphy Chúng ta sẽ có 6 bài học thực tế có thể thay đổi cuộc sống Đặc biệt, bạn nên nên xem kỹ phần nội dung thứ hai Sẽ giải thích những sai lầm bạn đang mắc phải Cản trở bạn thu hút thành công và tiền bạc vào cuộc sống Có lẽ bạn đã từng quen thuộc với cảm giác này Bạn làm việc chăm chỉ, cố gắng hết sức mình Nhưng bằng cách nào đó, bạn không thể đạt được những gì mình mong muốn thậm chí tệ hơn, đôi khi bạn lại nhận được kết quả ngược lại. Mặt khác, có những người dường như không hề cố gắng, nhưng họ lại có được tất cả tiền bạc và thành công. Tại sao vậy? Tại sao một số người đạt được điều họ muốn một cách dễ dàng, trong khi những người khác lại vật lộn cả đời mà không thành công? Câu trả lời nằm ở cách họ sử dụng tiềm thức của mình. Bài học số 1, sự khác biệt giữa ý thức và tiềm thức. Ý thức giống như thuyền trưởng của một con tàu, thuyền trưởng ở trên bông có thể nhìn thấy nơi họ đang đi đến và kiểm soát mọi thứ mặt khác kỹ sư những người chịu trách nhiệm điều khiển động cơ và các thiết bị khác không thể nhìn thấy những gì đang diễn ra bên ngoài con tàu họ ở bên trong tàu tuân theo mệnh lệnh của thuyền trưởng kỹ sư giống như tiềm thức họ không biết mình đang đi đâu họ chỉ đơn giản tuân theo mệnh lệnh họ sẽ đâm vào đá ngầm nếu thuyền trưởng đưa ra những mệnh lệnh sai lầm họ tuân theo thuyền trưởng vì anh ta là người phụ trách và được cho là biết mình đang làm gì tương tự như vậy ý thức của bạn là thuyền trưởng của con tàu cơ thể và môi trường xung quanh bạn tiềm thức của bạn nhận các mệnh lệnh bạn đưa ra dựa trên những gì ý thức của bạn tin tưởng và chấp nhận là đúng nó không đặt câu hỏi về các mệnh lệnh nó không tham gia vào việc chứng minh suy nghĩ của bạn là tốt hay xấu đúng hay sai nó phản ứng theo bản chất của những suy nghĩ của bạn tiềm thức giống như đất. Bất cứ hạt giống gì bạn gieo xuống đó, nó sẽ nảy mầm. Đất không nói, hãy để tôi ưu tiên hạt mơ này hơn hạt khác và cung cấp nhiều chất dinh dưỡng hơn vì nó sẽ ra quả một ngày nào đó. Nó phát triển bất cứ thứ gì bạn trồng ở đó mà không phân biệt. Tiềm thức của bạn cũng không hiểu chuyện đùa, nó coi lời bạn nói là thật. Dưới thôi miên, nếu một nhà thôi miên giỏi dơ một cốc nước dưới mũi bạn và nói rằng đó là một cốc đầy hạt tiêu, bạn sẽ bắt đầu hát hơi. Hoặc, nếu nhà thôi miên nói bạn là mèo hoặc chó, bạn sẽ bắt đầu cư xử như vậy. Tiềm thức của bạn không có khả năng tranh luận hay phản bác, nếu bạn cung cấp cho nó thông tin sai, nó sẽ chấp nhận nó là sự thật. Đó là lý do tại sao nếu bạn liên tục lặp lại với bản thân rằng tôi không đủ khả năng chi trả, tiềm thức của bạn sẽ coi lời bạn là thật. Chừng nào bạn cứ nói, tôi không đủ tiền mua chiếc xe đó, kỳ nghỉ đó, ngôi nhà đó, bạn có thể chắc chắn rằng tiềm thức của bạn sẽ tuân theo mệnh lệnh của bạn. Bạn sẽ trải qua cuộc sống với việc thiếu hụt tất cả những thứ này và bạn sẽ tin rằng hoàn cảnh đã khiến nó như vậy. Bạn sẽ không nhận ra rằng chính bạn đã tạo ra những hoàn cảnh đó bằng suy nghĩ của mình. Bài học số 2, bạn có quyền cơ bản để trở nên giàu có. Đừng để ai khiến bạn cảm thấy xấu hổ về mong muốn giàu có của mình. Giàu có không chỉ tốt mà còn rất tốt khi máu lưu thông tự do trong cơ thể bạn sẽ khỏe mạnh khi tiền bạc lưu thông tự do trong cuộc sống bạn khỏe mạnh về mặt kinh tế không có gì sai trái khi khỏe mạnh về mặt kinh tế nghèo đói không phải là một đức tính nó là một căn bệnh giống như bất kỳ bệnh tâm thần nào khác nếu bạn bị bệnh về thể chất bạn sẽ nhận ra có gì đó không ổn với mình bạn sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ và cố gắng chữa khỏi bệnh ngay lập tức tương tự như vậy nếu bạn không có đủ tiền lưu thông liên tục trong cuộc sống thì có điều gì đó hoàn toàn sai lầm với bạn nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sai với mình và tại sao bạn không thể đạt được những gì mình mong muốn chưa đối với nhiều người có ba lý do chính bạn cũng có thể gọi chúng là cảm xúc đang cản trở họ thành công lý do thứ nhất đố kỵ khi còn nhỏ chơi với bạn bè trong khu phố chúng tôi thường xuyên nhìn thấy một chàng trai trẻ lái một chiếc xe hơi đắt tiền cùng với bạn bè, tất cả chúng tôi đều nhìn chiếc xe với ánh mắt ghen tị, rồi nói những điều như, chú biết gã này đã làm những điều phi pháp gì để mua được một chiếc xe sang trọng như vậy ở tuổi trẻ, hoặc sao những kẻ kiêu ngạo đó lại có thể lái xe sang trọng, còn chúng ta thì không. Về cơ bản, chúng tôi sẽ nói tất cả những điều ghen tị sau lưng anh chàng đó mà thậm chí không biết anh ta là ai hoặc anh ta làm gì. Sau khi đọc những cuốn sách tương tự như cuốn sách này, tôi đã hoàn toàn thay đổi hành vi của mình lý do tôi thay đổi là vì nuôi dưỡng những suy nghĩ đố kỵ sẽ rất tai hại nó đặt bạn vào một vị trí tiêu cực do đó sự giàu có chảy ra khỏi bạn thay vì đến với bạn nếu bạn cảm thấy khó chịu hoặc bực bội bởi sự thịnh vượng hay giàu có của người khác thì bạn đã đẩy sự giàu có ra xa mình hãy nhớ bạn mất đi những gì bạn lên án bạn không thể thu hút những gì bạn chỉ trích hoặc đố kỵ bạn có ở lại với một cô bạn gái hay bạn trai liên tục chỉ trích bạn không dĩ nhiên là không và tiền bạc cũng vậy sự giàu có giống như một cô gái tóc vàng gợi cảm ngồi một mình ở quán bar chờ đợi một quý ông khen ngợi vẻ đẹp của mình và mua cho cô ấy một ly nước nếu bạn đến gần cô ấy và bắt đầu chỉ trích vẻ đẹp của cô ấy bạn có nghĩ cô ấy sẽ đi chơi với bạn không dĩ nhiên là không cô ấy sẽ nói chuyện với người đàn ông biết cách trân trọng cô ấy nếu bạn đã từng nghĩ đến những điều đố kỵ về tài sản của bất kỳ ai hãy ngừng làm điều đó vì lợi ích của chính bạn suy nghĩ bạn có về người khác là suy nghĩ của bạn vì chính bạn đang nghĩ về nó do đó bạn thực sự tạo ra trong trải nghiệm của chính mình những gì bạn nghĩ và cảm nhận về người khác lời đề nghị bạn đưa ra cho người khác bạn cũng đưa ra cho chính mình bởi vì tâm trí bạn là nguồn tạo ra những suy nghĩ đó tiềm thức của bạn ghi lại nó và phát lại cho bạn ngày nay khi tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ lái một chiếc xe đẹp tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc cho anh ấy tôi cảm thấy vui vì anh ấy được may mắn lái một chiếc xe tuyệt vời như vậy trong suy nghĩ của mình tôi cầu chúc anh ấy những điều tốt đẹp nhất và cảm ơn anh ấy vì đã thúc đẩy tôi và cho tôi thấy những gì có thể tôi tự nhủ nếu anh ấy có thể làm được thì tôi cũng có thể làm được lý do thứ hai bạn đang cố gắng quá sức giả sử bạn được yêu cầu đi bộ trên một tấm ván hẹp đặt trên sàn nhà bạn sẽ dễ dàng làm điều đó, không cần nghi ngờ gì. Nhưng bây giờ giả sử tấm ván đó được đặt cách mặt đất 50 mét giữa hai bức tường. Bạn có còn đi bộ trên nó không? Có lẽ là không. Mong muốn đi bộ trên hết chiều dài tấm ván sẽ mâu thuẫn với trí tưởng tượng của bạn. Bạn sẽ tưởng tượng ra cảnh mình rơi xuống. Bạn có thể thực sự muốn đi bộ qua tấm ván, nhưng nỗi sợ rơi sẽ khiến bạn không thể làm được điều đó bạn càng cố gắng để chế ngự trí tưởng tượng của mình thì ý tưởng về việc ngã càng được củng cố. Suy nghĩ tôi sẽ sử dụng ý chí của mình để vượt qua thất bại sẽ dẫn đến thất bại. Giống như việc bạn quyết định không nghĩ về một con hà mã màu xanh lá cây. Quyết định đó khiến ý tưởng về một con hà mã màu xanh lá cây chi phối tâm trí và tiềm thức luôn phản ứng mạnh mẽ hơn với ý tưởng thống trị. Và vì hầu hết thời gian, ý tưởng thống trị là thất bại thì đó chính xác là những gì sẽ xảy ra vậy vấn đề ở đây là gì vấn đề là bạn đang cố gắng quá sức đừng bao giờ cố gắng ép buộc tiềm thức chấp nhận ý tưởng của bạn bằng cách sử dụng ý chí những nỗ lực như vậy sẽ thất bại bạn sẽ nhận được kết quả ngược lại với những gì bạn mong muốn cách làm dễ dàng hơn thì hiệu quả hơn có lẽ bạn đã từng quen thuộc với tình huống này bạn đi thi và bạn cảm thấy như mình đã nắm rõ kiến thức nhưng khi đối mặt với đề thi, đầu óc bạn lại trống rỗng. Tất cả kiến thức của bạn về môn học đó đột nhiên biến mất. Bạn không thể nhớ lại một suy nghĩ liên quan nào. Bạn càng cố gắng, kiến thức dường như càng trốn chạy xa hơn. Khi bạn rời khỏi phòng thi, áp lực tinh thần giảm bớt và đột nhiên những câu trả lời mà bạn đang tìm kiếm một cách tuyệt vọng cách đó vài phút lại ùa về trong tâm trí bạn. Sai lầm bạn mắc phải là cố ép buộc bản thân nhớ lại. Vậy giải pháp là gì? thư giãn đừng ép buộc bản thân quá mức để tìm ra giải pháp hoặc tìm kiếm khó khăn những cách để đạt được mục tiêu chỉ cần biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào và cảm nhận được niềm hạnh phúc mà bạn sẽ cảm thấy nếu đạt được mục tiêu đó cảm xúc và trí tưởng tượng là những yếu tố quan trọng nhất đối với tiềm thức ý tưởng mới của bạn phải được cảm nhận trong trạng thái hoàn thành nếu bạn làm được điều đó thì tiềm thức của bạn sẽ nỗ lực tìm cách để đạt được mục tiêu bạn sẽ bắt đầu có những ý tưởng mới bạn sẽ bắt đầu gặp gỡ những người mới và nhìn thấy những giải pháp mới trong những thời điểm này việc cởi mở với các giải pháp mới là cực kỳ quan trọng đôi khi chúng ta quá tập trung vào việc giải pháp cuối cùng sẽ trông như thế nào mà chúng ta không nhìn thấy giải pháp hoàn hảo được tiềm thức đưa ra ví dụ vài tháng trước tôi có một mục tiêu tài chính cần đạt được tôi muốn kiếm được một số tiền nhất định vào một ngày cụ thể vì vậy tôi sẽ hình dung mục tiêu của mình và tưởng tượng mình sẽ tuyệt vời như thế nào nếu kiếm được số tiền đó trong một thời gian tôi nghĩ rằng mình sẽ kiếm được số tiền đó thông qua kênh youtube của mình vì vậy tôi tập trung toàn bộ sự chú ý vào kênh nhưng bằng cách nào đó tôi không thể đạt được bất kỳ kết quả nào nhưng mặt khác vào thời điểm đó tôi lại có được những thỏa thuận bất động sản tuyệt vời tôi không có dự định mua bất động sản nhưng bằng cách nào đó tôi lại bị đẩy về phía bất động sản. Trong một thời gian, tôi đã bỏ qua nó vì tôi nghĩ cách tốt nhất để đạt được mục tiêu là thông qua kênh của mình và tập trung vào bất động sản sẽ khiến tôi xa mục tiêu hơn. Nhưng sau một thời gian, những dấu hiệu trở nên quá rõ ràng đến mức tôi phải thử. Chỉ trong vài tuần, tôi đã thấy mình mua được một bất động sản mới. Mọi thứ diễn ra suôn sẽ đến mức khó tin và tôi đã chốt giao dịch rất nhanh. Phần gây sốc nhất là khi tôi đang tính toán các con số trong thỏa thuận. Số tiền tôi sắp kiếm được gần như giống hệt 100% số tiền tôi có trong mục tiêu tài chính và tôi nói cho bạn biết, đó không phải là một số tiền nhỏ. Sự chênh lệch chỉ là vài đô la. Tôi hoàn toàn kinh ngạc. Tôi chỉ ngồi đó vài phút với nụ cười ngớ ngẩn trên mặt, suy nghĩ về việc làm thế nào điều đó có thể xảy ra. Ngay cả bây giờ, tôi vẫn không thể hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một phần trong tôi muốn tin rằng đó chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng một điều tương tự đã xảy ra với tôi ba lần, và trong cả ba trường hợp, giải pháp đều đến từ nguồn không ngờ nhất, và trong cả ba trường hợp, số tiền gần như bằng 100% so với mục tiêu tôi đặt ra. Sự chênh lệch luôn là vài đô la, không phải ít hơn vài đô la so với mục tiêu của tôi, mà ngược lại, nhiều hơn vài đô la bài học rút ra từ câu chuyện này là để giải thích cho bạn tầm quan trọng của việc cởi mở với các giải pháp mới khi làm việc với tiềm thức và không bị mắc kẹt với một giải pháp mà bạn cho là đúng nhiệm vụ của bạn không phải là biết làm thế nào để đến đích nhiệm vụ của bạn là biết bạn đang đi đâu tiềm thức của bạn sẽ tìm ra tuyến đường tốt nhất để đến đó hãy tưởng tượng theo cách này khi bạn đi khám bác sĩ trước tiên bạn giải thích vấn đề sau đó lắng nghe giải pháp phải không bạn không đề xuất giải pháp cho vấn đề của mình nếu bạn thông minh đến vậy và biết giải pháp thì ngay từ đầu bạn đã không đến gặp bác sĩ nếu bạn đã đến gặp bác sĩ thì hãy ngồi đó và lắng nghe giải pháp tìm ra giải pháp là việc của bác sĩ không phải của bạn tương tự như vậy khi bạn ủy thác một cái gì đó cho tiềm thức của mình hãy lắng nghe nó và tin tưởng vào sức mạnh của nó lý do thứ ba sợ hãi tôi đã nghe rất nhiều câu nói này Tôi đã khẳng định và hình dung nhưng không đạt được kết quả. Chà, đó là bởi vì có khả năng bạn đã đắm chìm vào những suy nghĩ sợ hãi, có lẽ 10 phút sau đó và vô hiệu hóa những điều tốt đẹp mà bạn đã khẳng định. Hãy tưởng tượng bạn lên taxi và yêu cầu tài xế đưa bạn đến địa chỉ nhà của mình. Nhưng sau vài trăm mét, bạn lại yêu cầu tài xế đưa bạn đến một địa chỉ khác. Sau một thời gian ngắn, bạn lại đổi địa chỉ nếu bạn cứ thay đổi điểm đến cứ vài trăm mét tài xế taxi sẽ bối rối ngay cả khi anh ấy muốn tuân theo hướng dẫn của bạn rất có thể là anh ấy sẽ không thể làm được cuối cùng bạn sẽ đi đến đâu thì không ai biết được cũng giống như khi làm việc với sức mạnh to lớn của tiềm thức bạn phải có một ý tưởng rõ ràng trong đầu bạn phải đi đến quyết định dứt khoát rằng có một lối thoát một giải pháp cho vấn đề như tôi đã đề cập cách đây vài phút Ý tưởng được hiện thực hóa là ý tưởng mà chúng ta dành nhiều sự tập trung nhất. Ví dụ, nếu bạn có một kỳ thi hoặc phỏng vấn, thì hầu hết thời gian bạn có thể sẽ nghĩ về việc thất bại. Kết quả là, chính sự thất bại mà tiềm thức biến thành hiện thực. Nỗi sợ thất bại tạo ra trải nghiệm thất bại. Dưới đây là một kỹ thuật để vượt qua nỗi sợ, giả sử bạn sợ bơi. Bắt đầu ngay bây giờ bằng việc ngồi yên tĩnh trong 5 hoặc 10 phút, 3 hoặc 4 lần một ngày đưa bản thân bạn vào trạng thái thư giãn sâu. Bây giờ, hãy tưởng tượng bạn đang bơi. Bạn cảm thấy mát mẻ của nước và chuyển động của tay chân. Đó là một hoạt động của tâm trí thực tế, sống động và vui vẻ. Đây không phải là mơ mộng hảo huyền. Bạn hiểu rằng những gì bạn đang trải nghiệm trong trí tưởng tượng sẽ được phát triển trong tiềm thức của bạn. Bạn sẽ bị buộc phải thể hiện hình ảnh bạn tạo ra trong tâm trí sâu sắc hơn. Lần tới khi bạn bơi, Niềm vui sẽ trỗi dậy. Đây là quy luật của tiềm thức. Bạn có thể áp dụng kỹ thuật tương tự cho các nỗi sợ hãi khác, chẳng hạn như phỏng vấn, thi cử hoặc nói trước đám đông. Bài học số 3: Làm thế nào để hình dung mục tiêu của bạn? Cách dễ dàng và rõ ràng nhất để hình dung một mục tiêu là nhìn thấy nó trong tâm trí của bạn một cách sống động như thể nó đang tồn tại. Bây giờ, bạn có thể hỏi, liệu có thể nhìn thấy những thứ chưa tồn tại không? và câu trả lời là có tất nhiên chúng ta có thể nhìn thấy mọi thứ trước khi chúng tồn tại đây là cách máy tính hoặc điện thoại bạn đang sử dụng hiện tại ra đời ai đó đã nhìn thấy nó trước khi nó tồn tại bạn có thể đã nghe qua câu nói đừng đếm gà trước khi nở vâng đoán xem con người chúng ta có thể đếm gà trước cả khi chúng nở kiến trúc sư làm điều này mọi lúc họ nhìn thấy tòa nhà hoàn chỉnh trước khi nó ra đời nó có thể là một tòa nhà xấu xí hoặc đẹp mắt nhưng trước tiên nó được tạo ra dưới dạng hình ảnh hóa vì vậy hoàn toàn có thể nhìn thấy những thứ trước khi chúng tồn tại thực tế sẽ là thiếu khôn ngoan nếu bắt đầu một cái gì đó mà không hình dung và nhìn thấy nó trước tiên trong tâm trí của bạn ví dụ hãy tưởng tượng bạn nhìn thấy một người đàn ông đang xây dựng thứ gì đó và hỏi anh ta đang xây gì và anh ấy trả lời tôi không biết mình đang xây gì ở đây tôi chỉ đang xếp những viên gạch lên nhau và hy vọng nó sẽ trở thành thứ gì đó đẹp đẽ có lẽ bạn sẽ gọi cảnh sát để đưa người đàn ông điên rồ này đi để anh ta không làm hại bản thân và người khác vì vậy không chỉ có thể mà còn cần thiết để hình dung và nhìn thấy những thứ trước khi chúng tồn tại thời điểm tốt nhất để hình dung mục tiêu của bạn là trước khi đi ngủ hoặc sau khi thiền định lý do là vì khi bạn đang ở trạng thái thư giãn và buồn ngủ xung đột giữa ý thức và tiềm thức giảm bớt điều đó có nghĩa là tiềm thức dễ dàng xử lý mục tiêu của bạn hơn một lợi ích khác của việc hình dung trước khi ngủ là bạn giao cho tiềm thức một nhiệm vụ để thực hiện trong khi bạn ngủ nhiều người nghĩ rằng bạn mệt mỏi trong ngày và đi ngủ để nghỉ ngơi cho cơ thể nhưng không có gì được nghỉ ngơi trong giấc ngủ tim phổi và tất cả các cơ quan quan trọng của bạn đều hoạt động khi bạn ngủ nếu bạn ăn trước khi ngủ thức ăn sẽ được tiêu hóa móng tay và tóc của bạn vẫn tiếp tục phát triển cũng giống như vậy tiềm thức của bạn không bao giờ nghỉ ngơi hay ngủ nó luôn hoạt động kiểm soát tất cả các lực sống của bạn bạn dành một phần ba cuộc đời của mình để ngủ và nhiều câu trả lời cho các vấn đề của chúng ta đến với chúng ta khi chúng ta đang ngủ nhiều người nổi tiếng đã hiểu điều này và sử dụng nó rất hiệu quả để tìm ra giải pháp cho những vấn đề họ đang gặp phải Nikola Tesla và Albert Einstein chỉ là một vài ví dụ trong số nhiều ví dụ. Bài học số 4, làm thế nào để nhận được sự hướng dẫn từ tiềm thức của bạn? Khi bạn phải đưa ra một quyết định khó khăn hoặc khi bạn không nhìn thấy giải pháp cho vấn đề của mình, hãy bắt đầu ngay lập tức suy nghĩ mang tính xây dựng về nó. Nếu bạn sợ hãi và lo lắng, bạn không thực sự suy nghĩ. Suy nghĩ thực sự không có sự sợ hãi. Dưới đây là một kỹ thuật đơn giản bạn có thể sử dụng để nhận được sự hướng dẫn về bất kỳ chủ đề nào. Làm cho tâm trí yên lặng và cơ thể tĩnh lặng. Bảo cơ thể thư giãn. Tập trung suy nghĩ của bạn vào giải pháp cho vấn đề của bạn, cố gắng giải quyết nó bằng ý thức của bạn. Hãy nghĩ về việc bạn sẽ hạnh phúc như thế nào khi có một giải pháp hoàn hảo. Cảm nhận cảm giác bạn sẽ có nếu bạn có được câu trả lời hoàn hảo. Bây giờ hãy để tâm trí bạn đùa giỡn với tâm trạng hạnh phúc này một cách thoải mái sau đó chìm vào giấc ngủ khi bạn tỉnh dậy nếu bạn không có câu trả lời hãy bận rộn với việc khác trong khi bạn đang bận rộn có khả năng câu trả lời sẽ bật ra trong đầu bạn bạn không phải lúc nào cũng nhận được câu trả lời ngay lập tức vì vậy hãy kiên trì thực hiện tin rằng bạn sẽ có câu trả lời bây giờ hãy cảm nhận niềm vui của câu trả lời theo cách bạn sẽ cảm thấy nếu bạn có được câu trả lời hoàn hảo. Tiềm thức của bạn sẽ phản ứng với cảm xúc của bạn. Sự hướng dẫn đến dưới dạng linh cảm, nhận thức bên trong, một cảm giác mạnh mẽ thúc giục bạn làm những điều nhất định. Hãy tin tưởng và thực hiện theo những cảm giác này, đừng bao giờ nghi ngờ sức mạnh của chúng. Trong cuốn sách, có một vài ví dụ tuyệt vời cho thấy mọi người đã sử dụng kỹ thuật này như thế nào để tìm ra câu trả lời hoặc giải pháp cho vấn đề của họ ví dụ đơn giản nhất là một ví dụ xảy ra với chính tác giả tác giả nói rằng ông đã sử dụng kỹ thuật này để tìm chiếc nhẫn bị mất sau nhiều lần lặp lại một ngày anh có linh cảm nên hỏi người hàng xóm điều đó không hợp lý chút nào vì robert chỉ là một đứa trẻ và không thể biết chiếc nhẫn ở đâu mặc dù do dự tác giả vẫn hỏi robert nói ồ vâng cháu đã tìm thấy nó vài ngày trước và đặt nó lên bạn ở nhà cháu để cháu về nhà lấy ngay. Bài học số 5, làm thế nào để sử dụng tiềm thức để tha thứ? Cuộc sống luôn tha thứ cho bạn. Nó tha thứ cho bạn khi bạn bị đứt tay, bằng cách chữa lành vết thương. Khi bạn bị bỏng tay, nó cung cấp cho bạn da và mô mới. Cuộc sống không oán giận bạn, nó luôn tha thứ. Nhưng chúng ta thì không thể làm điều tương tự. Chúng ta cảm thấy tội lỗi trong nhiều năm vì những điều chúng ta đã làm trong quá khứ. Chúng ta cứ tự trách mình và cảm thấy khủng khiếp mỗi khi nhớ lại những gì mình đã làm hoặc nói. Tất cả chúng ta đều có một hoặc hai điều đã làm trong quá khứ mà chúng ta hối tiếc và không thể tha thứ cho bản thân hoặc người khác. Nhiều năm đã trôi qua, nhưng bạn vẫn cảm thấy khủng khiếp. Nếu những gì tôi vừa mô tả áp dụng cho bạn, thì hãy lắng nghe điều này cẩn thận, các nhà khoa học nói với chúng ta rằng mỗi tế bào trong cơ thể chúng ta được thay thế 11 tháng một lần, cả về mặt thể chất và tâm lý. Bạn có biết điều đó có nghĩa là gì không? Nó có nghĩa là bạn được tái sinh 11 tháng một lần. Người đã phạm sai lầm cách đây nhiều năm theo nghĩa đen đã chết bây giờ, nếu bạn vẫn đang đau khổ vì những điều mình đã làm cách đây rất lâu thì bạn đang đổ lỗi cho một người vô tội. Bạn của tôi, hãy để tôi hỏi bạn điều này, nếu bạn có thể sống lại cùng một sự kiện một lần nữa vào hôm nay, bạn có làm và nói những điều như bạn đã làm cách đây nhiều năm không? Chắc là không, phải không? Nếu đúng như vậy thì chẳng phải chỉ cần tha thứ cho bản thân và ngừng đau khổ vì lỗi lầm của người đã chết là có ý nghĩa sao? Bài học số 6: Làm thế nào để sử dụng tiềm thức để chữa bệnh? Nếu bạn tạo ra một chiếc đồng hồ và một ngày nào đó chiếc đồng hồ đó ngừng hoạt động, bạn sẽ biết cách sửa nó, phải không? Tiềm thức giống như một người thợ sửa đồng hồ, nó đã tạo ra cơ thể bạn và nó biết chính xác cách chữa lành và phục hồi tất cả các chức năng quan trọng của cơ thể bạn cho dù bạn đang thức hay ngủ, tiềm thức của bạn vẫn kiểm soát tất cả các quá trình của cơ thể mà không cần sự trợ giúp của ý thức. Tim bạn đập, bạn thở, vân vân. Nếu bạn buộc phải điều khiển các chức năng của cơ thể bằng ý thức, bạn có thể sẽ chết trong vài phút vì quá trình này rất phức tạp. Máy tim phổi được sử dụng trong quá trình phẫu thuật tim hở là một trong những kỳ quan của công nghệ y tế hiện đại, nhưng những gì nó làm đơn giản hơn vô cùng so với những gì tiềm thức của bạn thực hiện 24 giờ một ngày, mỗi ngày ý thức của bạn không thể điều khiển cơ thể bạn nhưng nó có thể cản trở hoạt động bình thường nếu bạn đưa một người bình thường vào buồng lái của máy bay anh ta sẽ không biết cách lái máy bay nhưng chắc chắn anh ta sẽ biết cách làm phiền cơ trưởng và gây ra vấn đề tương tự như vậy những sản phẩm của ý thức chẳng hạn như lo lắng bất an sợ hãi và trầm cảm sẽ ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của tim phổi và dạ dày gây ra các vấn đề căng thẳng tạo ra các vấn đề cho hoạt động hài hòa của tiềm thức khi bạn cảm thấy khó chịu về thể chất và tinh thần điều tốt nhất bạn có thể làm là buông bỏ thư giãn và làm chậm guồng quay của quá trình suy nghĩ bắt đầu canh gác cửa vào tiềm thức của bạn giống như vệ sĩ canh gác cửa vậy theo dõi cẩn thận tất cả các ý tưởng và suy nghĩ cố gắng nhập vào và chỉ cho phép những ý tưởng tích cực vào nuôi dưỡng tiềm thức của bạn bằng những suy nghĩ về sự hòa hợp sức khỏe và bình yên và tất cả các chức năng của cơ thể bạn sẽ được cải thiện giữ cho ý thức của bạn bận rộn với mong đợi điều tốt đẹp nhất và tiềm thức của bạn sẽ tái tạo lối suy nghĩ theo thói quen của bạn hãy tưởng tượng ra cái kết hạnh phúc hoặc giải pháp cho vấn đề của bạn và cảm nhận cảm giác sung sướng khi hoàn thành cảm giác khỏe mạnh tạo ra sức khỏe cảm giác giàu có tạo ra sự giàu có luôn ghi nhớ điều này tiềm thức của bạn chấp nhận những gì bạn cảm thấy là sự thật ý tưởng thống trị luôn được tiềm thức chấp nhận ý tưởng thống trị nên là sức khỏe và tài sản không phải nghèo đói hay ốm đau đây là nội dung chính cuối cùng của cuốn sách bây giờ xin nói vài lời hay về chính cuốn sách nhìn chung tôi nghĩ đây là một cuốn sách hay và đáng để đọc cuốn sách cũng chứa đầy những câu chuyện đời thực cho thấy mọi người đã sử dụng tiềm thức để đạt được mục tiêu hoặc chữa lành bản thân như thế nào cảm ơn quý vị đã xem video của chúng tôi nếu quý vị thấy video hữu ích hãy nhấn nút thích và để lại bình luận để chia sẻ những suy nghĩ của quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để cập nhật những nội dung mới nhất nhé trân trọng cảm ơn quý vị